Thưa quý khán giả, hiện nay nhiều gia đình mua thuốc khử khuẩn Loratadine B về xử lý môi trường xung quanh nhà để phòng ngừa COVID-19. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, quá chất rất dễ gây ngộ độc. Vấn đề này sẽ được thông tin cụ thể hơn sau ít phút nữa. Trước tiên, mời quý khán giả điểm qua một vài nội dung chính hôm nay. Tự pha rượu theo công thức trên mạng, hai người nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Phát hiện tổng kho rộng 2.100m2, chứa hơn 10 tấn hàng không rõ nguồn gốc. Thận trọng khi dùng thuốc khử khuẩn Loratadine B để ngăn ngừa COVID-19. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang cấp cứu cho 7 thanh niên, trong đó có 2 người bị ngộ độc rượu nặng, trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Người nhà của một bệnh nhân cho biết, nhóm người này tự mua cồn về để pha chế thành rượu theo công thức trên mạng, sau đó thì uống một lượng khá lớn liên tiếp trong nhiều ngày qua. Khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận 2 người tên V, 27 tuổi, trú xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, và T, 31 tuổi, trú xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh. Ngoài ra còn 5 bệnh nhân triệu chứng nhẹ hơn đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện Tâm Trí. Theo người nhà, các nạn nhân tự xem hướng dẫn và pha rượu không rõ nguồn gốc trên mạng, sau đó mua cồn loại pha với nước thành rượu rồi uống liên tục trong nhiều ngày liền, đến khi xuất hiện triệu chứng nôn ói, đau bụng, lơ mơ và được đưa đi cấp cứu. Cồn methanol là một loại cồn công nghiệp dùng để tẩy rửa pha hóa chất chứ không được dùng để pha chế làm thực phẩm, chỉ với một liều lượng nhỏ cũng có thể gây ngộ độc dẫn tới tử vong. Xu hướng sử dụng mạng xã hội để buôn bán trở nên phổ biến. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển này thì hành vi vi phạm về hàng giả, hàng lậu cũng hết sức khó lường. Công an của tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện kho hàng lên đến 2.000m2 chứa đầy các sản phẩm là mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, khẩu trang không có hóa đơn chứng từ, không có nguồn gốc xuất xứ và không nằm ngoài dự đoán, địa điểm kinh doanh chính là các trang mạng xã hội. Tiến hành kiểm tra kho hàng rộng khoảng 2.100m2 tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô do Lê Thanh Bình làm chủ. Công an phát hiện bên trong kho hàng có chứa 100.000 chiếc khẩu trang, hơn 10 tấn hàng hóa bao gồm quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng các loại và nhiều loại hàng hóa khác với tổng giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ và chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số hàng. Chỉ khai nhận mua số hàng này từ nhiều công ty, các chợ đầu mối ở Hà Nội về tập kết để bán hàng online, sử dụng livestream bán hàng trên mạng xã hội. Thưa quý khán giả, tình trạng lợi dụng tên tuổi của các thương hiệu lớn để kiếm tiền vẫn xuất hiện nhan nhản. Mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại An Thành DT ở Đồng Tháp bị phạt 110 triệu đồng với hành vi kinh doanh ga giả mạo nhãn hiệu. Trước đó, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại An Thành DT, địa chỉ tại số 8 Nguyễn Trãi, khóm 1, phường 3, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp và phát hiện công ty đang bày bán 199 chai ga có gắn niêm màng, có giả mạo nhãn hiệu Totoga của công ty trách nhiệm hữu hạn Totoga Việt Nam. Trị giá tang vật 99 triệu 500 ngàn đồng. Chủ cơ sở khai nhận số bình ga này được công ty mua trôi nổi của một người không rõ địa chỉ với mức giá rẻ về kinh doanh lại kiếm lời. Tình hình buôn lậu vẫn nóng bất chấp dịch bệnh và mới đây Công an Kinh tế của tỉnh Tây Ninh bắt quả tang 5 xe tải vận chuyển hơn 170 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia. Đáng nói, hoạt động buôn lậu này không phải là những đầu nậu, con buôn nhỏ lẻ, mà là xảy ra tại một doanh nghiệp lớn trên địa bàn. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng có liên quan vụ buôn lậu xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Thúy Anh, địa chỉ ấp Đông Biên, xã Tân Đông, huyện Tân Châu. Trước đó, lực lượng công an bắt giữ 5 xe ô tô tải vận chuyển hơn 170 tấn đường cát không có hóa đơn chứng từ nhập khẩu, có giá trị trên 3 tỷ đồng. Qua điều tra, cơ quan công an xác định toàn bộ số đường cát là của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Thúy Anh, có nguồn gốc từ Campuchia được nhập khẩu vào Việt Nam. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Tiến hành kiểm tra cửa hàng giày tại địa chỉ tổ 5, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, do ông Đỗ Văn Sinh làm chủ, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã phát hiện 43 đôi giày dép có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng. Đội quản lý thị trường phối hợp cùng với lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng, đồng thời ra quyết định xử phạt ông Sinh số tiền 12 triệu đồng. Công an tỉnh Cao Bằng trong lúc làm nhiệm vụ đã bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép lượng lớn gia súc qua biên giới thuộc xóm Lũng Táo, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh. Qua kiểm đếm, tại hiện trường có 120 con trâu.
các đối tượng khai nhận mua số trâu này từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, đem về nhà nuôi vỗ béo, sau đó đưa sang Trung Quốc để bán kiếm lời. Đồn biên phòng Bình Hải, bộ đội biên phòng Quảng Ngãi vừa phát hiện bắt quả tang ông Võ Thọ có hành vi cất giấu trái phép 3 kg thuốc nổ, 15 kiếp nổ trong túi sách. Khám xét khẩn cấp nơi ở và phương tiện thuyền thúng, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ thêm 200 gram thuốc nổ, 2 kiếp nổ, 5 quả đạn cối. Khai báo với cơ quan chức năng, ông Thọ thừa nhận mua số kiếp nổ này của một đối tượng không rõ họ tên. Riêng thuốc nổ và đạn cối, ông mua của những người hành nghề rà soát phế liệu trên địa bàn để cưa phá lấy thuốc, sử dụng vào mục đích khai thác hải sản. Nhiều cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành vừa bị công an tỉnh Nghệ An phát hiện. Mới đây, đã vụ bắt giữ 17 con hổ được nuôi nhốt trong khu dân cư. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã khám xét một số cơ sở nuôi nhốt hổ trái phép ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Tại hiện trường, công an đã thu giữ khoảng 17 cá thể hổ trưởng thành được nhốt trong lồng sắt với diện tích từ 10 đến 20 m2 mỗi chuồng, có con nặng hàng trăm ký. Cơ quan công an đã điều nhiều xe cẩu để vận chuyển các cá thể hổ này đi phục vụ công tác điều tra làm rõ. Trước đó vào năm 2012, cũng tại địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành, dư luận từng xôn xao thông tin nuôi hổ như nuôi heo ở nhiều hộ gia đình. Trong vụ việc này, các cơ quan chức năng đã điều tra xác minh và thu giữ được nhiều cá thể hổ, trong đó có con nặng trên 170 kg. Thưa quý khán giả, hiện nay dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến cuộc sống và làm cho nhiều người lo lắng. Các gia đình đang có xu hướng tự mua thuốc sát khuẩn Loramin B để xử lý môi trường. Nhu cầu tăng cao đã kéo theo sản phẩm ngày càng trở nên đắt khách và giá cả cũng theo đó mỗi nơi mỗi khác. Điều này đang làm cho nhiều người quan mang về tính hiệu quả và cả sự an toàn khi sử dụng sản phẩm. Tại một cửa hàng ở đầu phố Phương Mai, Hà Nội, giá một túi Loramin B là 400.000 đồng một ký và chủ cửa hàng khẳng định đây là hàng xịn, dùng được rất lâu, có thể phun vào đồ chơi của trẻ em hoặc dùng khăn để lau mà không độc hại. Nhưng cũng là Loramin B, một cửa hàng khác lại bán với giá 250.000 đồng một ký, rồi 150.000 đồng một ký. Lý giải nguyên nhân vì sao giá lại rẻ như vậy, người bán khẳng định luôn là hàng Trung Quốc. Đáng nói, các sản phẩm này trên bao bì lại không có hướng dẫn sử dụng, hạn dùng khá dài đến tháng 6 năm 2026. Theo các chuyên gia hóa học, Loramin B là một hóa chất được Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo sử dụng để sát khuẩn ở nhiều nơi như bệnh viện, trường học, nơi công cộng, kể cả nhà ở. Tuy nhiên, khi dùng phải pha đúng công thức, hướng dẫn cụ thể ghi trên bao bì để đảm bảo an toàn. Do đó, việc loạn giá, loạn sản phẩm trên thị trường hiện nay rất nguy hiểm, bởi nếu cách dùng và bảo quản thuốc không cẩn thận, hơn nữa, việc lẫn tạp chất trong sản phẩm có thể dẫn tới nguy cơ ngộ độc, nhất là đối với trẻ nhỏ. Không phủ nhận tác dụng khử trùng rất tốt và hiệu quả, nhưng chúng ta hết sức lưu ý bởi dù là Loramin B chất lượng có nguồn gốc rõ ràng thì vẫn có thể gây độc đối với người tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. Theo đó, người sử dụng có thể bị tổn thương da, da bị nóng rát và khó chịu, tổn thương mắt ở giác mạc, thậm chí là mù mắt. Tổn thương hô hấp làm co thắt cơ trơn, khó thở. Khi gặp phải các tác dụng phụ không mong muốn, cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí can thiệp kịp thời. Các chuyên gia y tế khuyến cáo để đảm bảo sau khi pha xong phải sử dụng ngay, không được để quá 24 giờ vì sẽ mất tác dụng. Nếu sử dụng để diệt khuẩn tại nhà ở, cần lau sạch bụi trên các bề mặt, vật dụng, sàn nhà, sau đó dùng dung dịch Loramin B để lau sạch. Tiếp theo lau lại các bề mặt bằng nước sạch và lau khô. Đối với đồ chơi của trẻ em, cần ngâm trong vòng từ 10 cho đến 20 phút, rửa lại bằng nước sạch và phơi khô. Lưu ý khi sử dụng Loramin B để diệt khuẩn, nên dùng hai xô hoặc chậu riêng biệt chứa dung dịch hóa chất và nước sạch xả bẩn. Khăn lau cũng gồm khăn lau dung dịch hóa chất và khăn lau lại bằng nước sạch. Nếu thấy dung dịch khử khuẩn hay nước xả bẩn đột màu nên thay mới, vì dung dịch hóa chất sẽ không còn đủ tác dụng để khử khuẩn. Theo các chuyên gia y tế, việc mọi người đổ xô đi mua Loramin B khiến cho cung không đủ cầu, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các chất tẩy rửa mà bản thân vẫn đang sử dụng để khử khuẩn và tất cả đều có tác dụng như nhau. Thông tin này xin được khép lại thời gian dành cho bản tin hôm nay. Xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.